Nuôi con khéo như Hòa Minh Di, khóc khi đòi bánh liền tự nhắm bình tĩnh để được mẹ cho ăn. Con là con của chị nhá. Bố đừng gì? Bố thuốc. Con đang dựng vô tay. Bé Bo cũng là nhóc tị được nhiều người quan tâm, là một cậu ấm sinh ra ở Vạch Đích, nhưng Hòa Minh Di không hề nuông chiều, để con nằm mát ăn bát vàng. Nữ ca sĩ lựa chọn phương pháp vừa cương vừa nhu, tập cho con nề nếp, dạy con cách sống tự lập, phát triển đều về cả trí tuệ, thể chất và cảm xúc. Cụ thể, nữ ca sĩ đăng tải một đoạn clip vô cùng đáng yêu của cậu bé, ghi lại cảnh con trai xin ăn bánh khi cô đang dọn dẹp. Bé Bo khóc òa, nhõng nhẽo rất nóng vội. Thay vì nhanh chóng đáp ứng nhu cầu đòi bánh của con, Hòa Minh Di yêu cầu quý tử giữ bình tĩnh, trấn an con trai. Nói sao, nói nhẹ nhàng thôi. Sau khi nhắc nhở con, bé Bo nhận ra hành động của bản thân, lập tức thay đổi, khoanh tay xin phép, con xin mẹ ạ. Nữ ca sĩ dặn dò con rút kinh nghiệm cho lần sau. Con lần sau bình tĩnh nhé, con nhớ chưa? Chỉ một khoảnh khắc ngắn, bà mẹ một con đã khiến các mẹ bỉm sữa tấm tắc khen ngợi về phương pháp dạy con. Trước đó, Hòa Minh Di nhiều lần chia sẻ bí quyết cương nhu trong cách dạy con của mình. Một lần khác, nhóc tì muốn được xem TV, bé Bo học thuộc bài, giơ tay lên xin mẹ và nói rõ nội dung con muốn xem. Khi hết giờ xem, quý tử cũng không quên nịnh mẹ khi liên tục khen mẹ đẹp trên TV. Ai đấy? Mẹ đẹp. Ôi! Chẳng quỷ này. Mẹ đẹp. Có con trai đầu lòng, Hòa Minh Di tập trung toàn bộ thời gian chăm sóc cho quý tử. Cô tạo tài khoản mạng xã hội cho con và thường xuyên chia sẻ cuộc sống bỉm sữa cùng các bà mẹ trao đổi kinh nghiệm nuôi dạy con nhỏ. Lần đầu làm mẹ nhưng nữ ca sĩ rất khéo léo, có phương pháp giáo dục con khoa học, không bị bỡ ngỡ bước ra xã hội. Bé Bo cũng rất chăm ngoan và vô cùng thông minh. Có lần khi Hòa Minh Di đăng tải vlog một ngày của con trai khiến mọi người vô cùng thích thú. Điều khiến khán giả bất ngờ nhất chính là bé Bo vô cùng thích thú với việc học tập. Cô bé thường xuyên rủ mẹ vào phòng đọc sách. Đi đâu con? Sách á. Thêm vào đó, nhiều cư dân mạng phát hiện ra bé Bo cực kỳ ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Điều này chứng tỏ rằng Hòa Minh Di đã dành nhiều thời gian để tâm sự và trò chuyện cùng với con trai để dạy dỗ bé được tốt hơn. Với độ nhanh nhạy và khấu khỉnh từ khi còn nhỏ, nhiều khán giả cho rằng quý tử nhà Hòa Minh Di sẽ trở thành một sao nhí tiềm năng trong tương lai. Hiện tại, tài khoản mạng xã hội của bé Bo đang sở hữu lượt theo dõi lớn. Trước sự thông minh lanh lợi, bé Bo được nhiều diễn đàn người hâm mộ gọi là thần đồng. Trước những lời tung hô của cộng đồng mạng, nữ ca sĩ đã phản hồi. 4 tháng tuổi con mới tập nói tập đi, con kém hơn bao nhiêu bạn nhỏ khác mà thần đồng nổi gì. Đọc thấy run hết người vì sợ con bị ác cảm bởi mấy câu giật tích này. Hãy để Bo luôn là một cậu bé hóm hỉnh dễ thương trong mắt mọi người thôi. Con mới có 20 tháng tuổi, đừng làm vậy, con sẽ dễ gặp phải nhiều điều không hay. Mong mọi người hiểu gia đình Bo không bao giờ có suy nghĩ thích đưa con lên mây xanh thế này đâu ạ. Có thể thấy, bên cạnh là một ca sĩ nổi tiếng được đông đảo khán giả mến mộ, Hòa Minh Di còn là một mẹ bỉm mát tay trong việc chăm sóc con. Nữ ca sĩ luôn cố gắng tạo cho con môi trường giáo dục và bảo vệ con phù hợp. Giọng ca có Bắc Ninh luôn mong muốn con trai có tuổi thơ như bao đứa trẻ khác, phát triển tốt, không vướng thị phi và đặc biệt không mang mát là con của người nổi tiếng. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!